Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở chính Vietinbank đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietinbank, đại diện ban lãnh đạo, các đồng chí giám đốc các khối, lãnh đạo các phòng, ban trụ sở chính, cùng các đồng chí là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đang công tác tại trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc Vietinbank trên địa bàn Hà Nội. Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, Vietinbank đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Theo đó, các đoàn công tác của trụ sở chính Vietinbank đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đồng chí thương binh, bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình và Phú Thọ. Nhiều chi nhánh trong hệ thống cũng có những hoạt động thiết thực tri ân thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng tại các địa phương. Bằng những việc làm và hành động thiết thực, hệ thống Vietinbank đã góp phần tích cực cùng xã hội thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, qua đó giáo dục thế hệ trẻ Vietinbank biết trân trọng giá trị của lịch sử, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đời sống nhân ái, trách nhiệm và phấn đấu, cống hiến vì tương lai. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Kiên Cường thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo Vietinbank gửi lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn vô hạn và những tình cảm sâu sắc nhất đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Trở thành cán bộ của hệ thống Vietinbank, các đồng chí vẫn luôn phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng của gia đình để luôn gương mẫu, nỗ lực đóng góp to lớn và hiệu quả để hệ thống Vietinbank không ngừng phát triển và lớn mạnh. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.